Lô em Hồng Anh kính chào anh em đang xem clip nhé. Bận quá nên nhiều khi rằng là cứ mải mê bán thôi mà không giới thiệu cho các anh em xem biết là những sản phẩm của em về rất nhiều. Em cũng chỉ giới thiệu nhanh qua hôm nay thôi cho anh em nắm được. Ví dụ như rằng là em về những dòng sản phẩm là có là mua. Ví dụ như là dây tín hiệu shock bản shock V3 để xem V shock company Crimson V3 dòng này chơi rất hay, tiếng rất tốt nhé, tiếng rất tốt, dây shock lớn hơn so với lại bản Crimson thường. Tiếp theo ví dụ như là dây Merlin, em chuyên dây anh độc chất cổ và rất hay sử dụng đầu rắc reo chích xịn nhé. Dây xịn chuẩn tuyệt đối, bảo hành xịn trọn đời. Bản này là bản Moza, dây này cũng rất hay, anh em đánh giá rất cao, tiếng rất là đẹp, dài 1 mét tiêu chuẩn. Tiếp theo với nữa là ví dụ như là dòng dây Mỹ, dây Moro Audio. Bản này em cũng không rõ là có phải bản xuất không, xuất Anh không. Nhiều thông tin thì cũng có thể nói là dây của Anh nhưng mà cũng chưa có cái nhận định chính xác. Hãng có rất nhiều triết lý đặc biệt. Từng dây được quẹt vào nhau nhưng mà là từng dây riêng rẽ mà hãng quảng cáo là cho âm thanh đặc biệt ấn tượng, dây đẹp đến 99% nhé, nhìn rất chất luôn. Những sản này thì là được đánh giá cao lắm, tiếng tốt, anh có thể nhìn đẹp hoàn hảo luôn. Anh thích chơi dây tín hiệu tốt chuẩn xịn, hàng thật giá trị thật và được bảo hành xịn trọn đời thì liên hệ em để trải nghiệm và chơi nhé. Tiếp theo nữa ví dụ như là sợi, à đây sợi này KLE chắc là cũng quá nổi tiếng rồi, Innovation vì Anh sở hữu 4 cái đầu rắc này thôi nhìn thôi đã là rất mê và cực kỳ tốt nhé cho các anh chơi. Sợi dây tín hiệu Anh rất hay, được đầu rắc được mạ bạc thật KLE đây. Em sẽ cho các anh nhìn 4 cái đầu rắc này, đầu rắc không, đây bốn cái đầu rắc không giá đã là hơn 100 bảng nhé, tức là khoảng 3 triệu mấy đó, khoảng 3 triệu mấy, nhiều chỗ còn bán gần 4 triệu cơ, nguyên 4 đầu rắc không rồi, đây đầu rắc cao cấp rồi, dây nguyên bản xịn hãng nhé, chứ không phải là dây DIY đâu. Tiếp theo ví dụ như là dây loa đi, dây loa em có dây loa chóp dòng 2M cổ. Dòng dây này thì đã khẳng định được trong nhiều năm qua anh em chơi và để lại lời khen rất là nhiều. Đang được dùng đầu bắp chuối mạ bạc châu Âu. Bên trong là lõi mạ bạc thật. Dòng dây chóp này thì cũng rất hay, dài tiêu chuẩn là 2m2 một vế cho các anh em chơi. Cuối cùng trong buổi hôm nay thì sẽ giới thiệu nhẹ cặp dây loa Monster Cap Z4 Reference C còn nguyên hộp nhé, dài 3,05m này, nguyên hộp. Đời Z4 này là đời hết số của dòng Z rồi.
ở thế giới cũng rất là hiếm, chứ đừng nói là ở Việt Nam nhé. Cũng có thể rằng là nó rất hay, thế nên rằng là rất ít người nhả ra. Đó, mạ vàng 24K. Các anh có thể nhìn qua. Nó dây rất lớn luôn. Dây này thì lớn kinh khủng, nặng tới 5 cân. Và các anh đủ hiểu rồi đấy. Dòng dây high-end cao cấp cho các anh chơi. Đầu rắc có thể tháo ra. Để em xem cái thử tháo thử cho các anh nhìn. Rất là chặt. Đây. Đầu chuối có thể tháo ra được nhé. Để kết nối các đầu khác trong khi mà mình có nhu cầu. Dây rất hay và gấu. Dây hay cho các anh chơi đầu rắc mạ vàng. Đầu chuyền. Để có thể kết nối được với lại các loại rắc khác. Chết tiền ship luôn, 5 cân là rất nặng các bác ạ. Thường dây bình thường cũng chỉ vài lạng đến dưới 1 cân thôi. Rẻ hơn Tây đến nhiều nhiều triệu. Giá của Tây bây giờ bản Z3 nhiều khi cũng đang bán đến 14-15 triệu. Z4 thì đang có một bác đang bán ở eBay với giá khoảng 12-13 triệu gì đó, chưa tính phí ship về Việt Nam. Các anh có nhu cầu chơi dây chuẩn xịn, dây châu Âu thì liên hệ em để được tư vấn nhé. Số điện thoại của em đây 0866880998. Có thể add Zalo để được em trả lời và giải đáp nhé. Cảm ơn các anh đã quan tâm.